bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần ứng dụng luyện tập đúng không? Những cái phần đề đai đã nói hướng dẫn qua rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ để đen siêu đúng không? Giải màu á, đen siêu dùng siêu để tố ni bằng để siêu đúng không? Bài 42 để xem có ứng dụng được những cái đó không đúng không? Đây cũng là một dạng liên quan đến những cái bức thư đúng không ạ? Đó. Vậy nó sẽ là gì đây? Có cái kemê này đúng không? Là gì? Agochimo arigato gozaimasu đúng không? Ok. Rồi người ta gửi đến cái người này Maria sang đây chẳng hạn này. Đó, đấy là cái người mình gửi đến. Đó, nội dung ở những chỗ này đúng không? Còn ở dưới rất nhiều những cái thông tin liên quan đúng không? Một bức mail đấy ạ. Đúng không? Nhưng câu hỏi của mình là gì đây? Kono bunshou no mokuteki toshite motomo nanka tekisetsu na mono wa dore ka? Đúng không? Đấy, với mình tìm mình nói cái mục đích tức là gì? Bức thư này gửi mục đích gì? Còn tất cả những thông tin ngoài lề ở đây thôi mình sẽ tạm gác sang một bên. Tất nhiên có thể có những bài nó nói cụ thể hơn xem là vậy cách thức liên lạc ra làm sao đúng không? Như thế nào thì chúng ta cần nhìn kỹ dưới này thôi. Nhưng mục đích chắc chắn với các bạn nó chỉ nằm trong cái phần đầu tiên này mà thôi để nói về. Đúng không ạ? Vậy các bạn còn nhớ đúng không? Khi bức mail, bức thư đúng không? Chúng ta cần nhớ những cái hyogen, những cái cách diễn đạt nào không để mình tìm trong đây có không các bạn nhỉ? Đúng không? Chúng ta có là gì? Đúng không? Đó, mình sẽ liệt kê đây cho các bạn nhé. Các bạn còn nhớ những dấu hiệu này không ạ? Đầu tiên là tsukimashite wa đúng không? Đấy, về liên quan đến cái này ạ. Thì đương nhiên đúng không? Chủ đề chính của nó liên quan này thì nó người ta sẽ hỏi về cái đó còn gì? Kono tabi đúng không? Lần này đã chúng tôi xin thế nào đó. Rồi những cách diễn đạt như là onegai shimasu đúng không? Rồi oshirase shimasu đúng không? Nani nani kudasai. Xin anh chị hãy. Đấy, ok, mục đích đúng không? Cách diễn tả của nó đúng không? Chính là nằm ở những chỗ này. Vậy khi chúng ta nhìn ở đây đúng không? Có chỗ nào thế không? Thứ nhất có kono tabi wa ở đây rồi, một này. Tiếp theo à có kudasai đây, go kakunin kudasai. À lại go kakunin mo onegai itashimasu đúng không? Rồi lại oshirase itashimasu có đầy đủ các dấu hiệu của nó luôn. Vậy ok, lần này nói về cái gì đây? À desu ne, honna nano go chūmon desu ne. Ok, có cái này. Rồi tiếp theo có xác nhận về cái gì? Go chūmon naiyo đúng không? Đó là nội dung order đặt hàng. Rồi lại xác nhận thêm cả cái gì nữa? Có từ awashite này các bạn nhá, đúng không? Có nghĩa là cùng với đó thêm cả cái gì? Hashoyotehi desu ne, đúng không? Tức là cái ngày giờ mà kiểu như phát gửi hàng ấy đúng không? Ok. Và gì đây nữa? Nao là thông tin bổ sung thêm vào các bạn nhé. Hasho ga kanryo itashimashita ra okurejo bango desu ne o oshirase itashimasu. Sau khi mà hoàn thành cái việc gửi đấy thì tôi sẽ thông báo cái mã số mà tình trạng gửi hàng cái thứ đi chẳng hạn, đúng không? Vậy mình đã khoanh vùng đây rồi, chúng ta xem câu hỏi xem cái nào là chính xác nhá. Rồi khoanh vùng được rồi đúng không? Người ta bảo là câu nào đúng nhất với cả cái mokuteki toshite, với cái mục đích của cái bức thư này, của cái bài văn này, đúng không? Vậy mình nhìn qua nó phải có nội dung liên quan gì đấy nhỏ. Eto chūmon naiyo. Vậy lúc nhìn đúng không? Ở các đáp án ở dưới đúng không? Chúng ta phải nhìn đến là cái nội dung gì, đúng không? Phải tìm làm sao có từ go chūmon naiyo này, có cái ngày giờ mà để gửi hàng này. Ok, vậy câu nào có? Nhìn nhanh, nhìn nhanh. Hãy cố tay quá minasan. Chính xác có hai cái ichi bằng toni bằng để xíu. Vậy ra ngay là phương án số mấy? Số 1, đúng không? Nó diễn tả khác đi một chút thôi. Uketa chūmon no kakunin, đúng không? Xác nhận lại cái nội dung mà mình đã nhận, đúng không? Ok. Và theo, đúng không? Là thông báo, đúng không? Để nói về cái ngày giờ mà sẽ phát, đúng không? Ok. Có xác nhận lại, đúng không? Để thông báo cho người ta là những nội dung mà người ta đã nhận order, đúng không? Còn cái này đúng không? Chúng ta đã chọn là số 1 rồi nhưng phải loại các bạn khác đi. Hasho ga kanryo shita koto no kakunin là xác nhận lại cái việc mà tôi đã, đúng không? Đã hoàn thành cái việc gửi. Đây ở trong này có cái việc này nhưng mà sau khi, đúng không? Nó nhấn mạnh là gì? Sau khi mà chúng tôi đã gửi hàng đi rồi chúng ta sẽ thông báo về cái tình trạng, cái mã số mà chúng tôi, cái tình trạng gửi hàng ấy, đúng không? Chứ phải xác nhận là đã gửi, đúng không? Mà đây đang là mẫu giả định, đúng không? Itashimashita là nếu mà gửi xong, chứ thực ra đã gửi đâu, đúng không? Đấy, sau khi gửi xong thì tôi mới thông báo, đúng không ạ? Số 2, tôi daikin shiharai desu no onegai. Đúng không? Xin hãy làm sao nhỏ? Ừ, trả tiền, đúng không? Ok, có cái nội dung trả tiền trong đây không? Không có. Còn nếu có đi chăng nữa chẳng hạn, đúng không? Chúng ta xem ở phía dưới em có nội dung trả tiền không? Đúng không? Không có các bạn nhá. Chính xác, đúng không? Nó có liên quan này. Oshiraho chỉ là phương thức, cách thức gửi tiền thôi, chứ không có nội dung liên quan là xin anh hãy trả tiền đi, không có, đúng không ạ? Ừ. Rồi cái thứ ba là gì nhỉ? Okuriyo desu nanka bangoro tsuchi. Có nghĩa là gì đây? Cái thông chi, tức là thông báo về cái tình trạng gì đấy nhỏ, mã số mà người ta gửi hàng. Cái này có đúng không? Đúng ạ. Ok. Mà gì đây, người ta bảo là gì? Có thông báo các bạn nhá, đúng không? Nhưng mà gì? Nội dung này đúng nhất là gì? Chúng tôi sẽ thông báo khi mà hàng đã được gửi đi hoàn thành, đúng không? Đã xong xuôi cái việc gửi đi rồi, đúng không? Đó, vậy cái này nó chỉ là gì thôi nhỏ, đúng không? Đó, không phải là cái việc được thông báo, nhưng mà phải sau khi hoàn thành thì mới thông báo được, đúng không? Ok, người ta nói về việc đó. Chứ đúng có cái dễ nhầm với cái số 2 và cái số 4 này các bạn này. Nhưng
nhưng phải đọc kỹ nhá, đúng không? Đấy, cũng trong câu này luôn, đúng không? Nhưng nó phải nằm đi trong cái từ kudasai. Xin anh chị hãy làm ơn hãy. Đấy, mục đích chúng tôi gửi là anh chị hãy làm cái này, hãy làm cái kia, đúng không? Yakutai wa ichiban desu yo. Được chưa? Đó, những cái bài thư từ mail như này thì mình sẽ hướng đến cái việc là cái kỹ năng các bạn tìm những cái keyword để chúng ta có thể khoanh vùng phạm vi và làm sao lựa chọn phương án cho chính xác nhất trong một thời gian ngắn nhất. Được chưa? Chứ chẳng cần thiết phải dịch cả bài xem bài này nó có nghĩa là gì, đúng không ạ?